Phật thuyết kinh bao yêu phụ mẫu ấy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành Kỳ Thù Uyên Trung An. Chớ tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tại số hai muôn tám ngàn ngày lai cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặn thường thường. Bây giờ vẫn mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đạo mang lộ đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng mà đứng a nan tối lòng mãi ngày ơi, chẳng hiểu sao phần lại đóng chương. Vội vàng xin Phật dạy tường ơi, thầy là từ phố ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương cô ăn. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao phúc hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, có coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt tốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biến làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài, vì có chọn lửa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi ra sát tiểu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân, ai phẩm mới bảo nàng nên biết ấy, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm
bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu nguyên ra, tám hồng bông đâu sữa hòa nuôi con anh. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, thương đàn bà đen nhẹ hơn trai, nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh anh. Bèn cầu Phật Thế Ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu xong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang, ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều dịnh giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, ai lại thêm đủ lỗ chân lông, mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, ai chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghinh làm buồn thân mẫu, nó vậy vùng đám quấu lung tung, mày làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ con cùng tỏ phân anh. Khi sản xuất muôn phần an lạc, ngay cũng ví như được bạn được vàng, ngay Thế Tôn lại báo a nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, ai mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có rau phần con. Sữa nhai cơm mai miệng con no ấm, chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nợ
chia riêng. Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo, điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệm chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy dành cho con khác cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phần lại bảo nan nên biết ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao. Ấy là bao hiếu mặt giao ai về những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường cánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề ví như thọc huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ngày phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé trong khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương. Em trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy. Khi con vừa được lớn khôn ấy, cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ. Những vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy, dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi. Con nào ôm tưng thì lo chạy, dầu tốn hao đến mây cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này? Hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trợn
trướng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn thanh quen càng bướng, ơi chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang. Ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không em. Vì ràng bố đồng không mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vui mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang. Làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu. Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương em. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng vô xứng
gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình à, trước còn lại bạn đến thăm à, lần lần ui lanh biển tâm biển nhà. Quên giường dòng sống thân ân trọng à, không nhớ công mang nặng đẻ đau à, chẳng lo bao bổ cụ lao ấy à, làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai à. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng à, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên à, chớ chi chồng đánh à, liên miên ấy à, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than ai à. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ à, nói không cùng nghiệm dở vai mang à, nghe Phật chi rõ mọi đàn ấy, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai âm về xuống đất lấy cây lấy củi ấy, đập vào mình vào mũi vào ống ấy, làm cho các lỗ chân lòng mà thấy đều rơm máu ướt đầm cả thân an. Đến hôn mê tâm thần bất định à, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá thần tội nhân ấy, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù à, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ngay dù càng dường như nát như tan an. Tội tình có nỗi than vang ấy, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ xin Thế Tôn mận có bi. Làm sao bảo đảm thù ân ấy, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình ấy, phần bèn dùng phạm thanh sáu món ấy, phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề không vương bao đáp cho vừa sức đâu à, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tân cả hai vai âm. Dám tu gì nỗi chẳng sai à, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói ré cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng ngày, vì có người vì công sanh dưỡng tự tay mình quen túng sông người à, chịu thân bồ tôi như vậy đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau ân. Vì có người cầm dao thật bén à, mổ bụng ra rung hết tâm can à, huyết ra khắp đất chẳng than à, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là
là sự có biết bao trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặt bữa thân mình. Xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràn có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng vừa tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ăn. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thầm phương tăng đều dư lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vũng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải say. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác cũng gọi hà tỳ ngục này trong núi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân an thái thành than có lò nấu sẵn cho tan vào trong miệng tội can hành hình. Vì bất hiếu nên mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục
có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng, như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp chiếc không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần thừa hành can bi phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chém mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vị thế tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ngũ hội như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại phát nguyện thà thân này nán ra bụi cho muôn kiếp chân này, dầu cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên nán. Vì như bị ba thiên đạo kiếm khắp thân này đâm chém phanh thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, vẫn chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng nàng kiền thiền đánh lễ, cầu tế tôn đằng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo nan nên biết, quyển kinh này quá thiện cao xa, đặt tên bảo hiếu mẹ cha, cùng là ân trong thần là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành,
Sau khi Phật rời đành rành, bốn hàng Phật tử rất mừng, rất vui. Thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ấy, đồng nhau trở lại Phật tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mật đa tâm kinh, tâm trí tuệ thâm thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trăm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng to bài đích đan, hàng Bồ Tát danh quán từ tại, khi tham thiền vô ngại đến trong anh. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tăng ca không chi khổ anh. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra, sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sách kia. Thủ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, ca quan kia tướng nọ luôn trần, chẳng sanh chẳng dân thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thương chân, vốn không ngủ quân âm thần, sao căn chẳng có sao trần cùng không ai. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không mê tăng. Công sáng suốt đại đồng mây vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hình trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng. Do vô sở đắng lệ tăng cả, nhân pháp kia đều xa nhị không. Bận lòng tri huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngài có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tướng đạo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế vận y đàn bán nhà, đạo bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai bác nhã là hơn. Pháp môn tội thắng cõi chân mau về
thiệt thần chú linh trí đại lần, thiệt thần chú đúng bậc quang minh, ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ thân tình lòng giang ngộ vô sơ, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đề Đô Bà Tề A Di Đề Đa Tha Đam Bà Tề A Di Đề Đa Tề Ca Lang Đề A Di Đề Đa Tề Ca Lang Đa Già Di Đề Già Già Đa Chi Đa Ca Lệ Dạ na chí đa ca lê ta ma chúng thánh tử kiền thiền xưng tán đấng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng. Bành hào hiện hiện phong quang xoay vầng chiếu sáng dị sang năm tòa. Cầm thân nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương, hào quang hóa Phật không lường, hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh liên hóa chính phẩm, mây nương lãng ban là cảnh Tây Phương, ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương, hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đời từ đại bi đạo sư A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mộ Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Đệ tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bái ngày gấm hồi Vu Lan ngày phạm Vũ Y Hoàng đồ hương đánh lễ mười phương tam thế pháp thánh hiền nói gương đứng mong kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đau khổ chẳng quán yêu già sanh nhai làm đồ ấy quê cùng hoang vỗ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đề tử ơn sâu chưa bao Phật kém hèn giờ này vì trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thánh tình tăng bảo trang nghiêm mà hoặc thừa tự thư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thân Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi thứ không mây từ bi gia hồn phong kinh công đức thô thắng hạnh vô biên thắng
thắng vượt trời hồi hướng ơi vô miền phàm giới chư chúng sanh ơi thông vạn vô lượng quan Phật sáng ơi nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liệu vô nguyện tội chứ tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung ai cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bẩm thôi Bồ Tát vì bằng lữ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy phật thế giai đại đạo phá vô thượng ấy tâm tự quy pháp mới được nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ tự quy tăng đức nguyện chúng sanh thống lý đại chúng những thiên vô ngại nguyện đem công đức này Thank you.